Channel của mình là Jun đây, và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn solo một bài mang tên là Một Đêm Say của anh Thịnh Suy nhé. Phần đầu tiên mình sẽ là hướng dẫn các bạn hợp âm trước nhé. Đó, và chúng ta sẽ bắt đầu những cái phần chi tiết của cái bài solo này. Ok, chúng ta bắt đầu thôi nào. Ok, và để đánh solo bài này đúng như tâm gốc bài hát á, thì các bạn lấy cái bô này kẹp vào ngăn số 2 và chúng ta quấn son trưởng nhé. Nhưng mà kẹp lên 2 là nó sẽ là la trưởng các bạn. Đó, son kẹp lên 2 là sẽ là son, sẽ là la nhé. Đó. Hoặc là các bạn có thể kẹp cao lên chẳng hạn, hoặc là kẹp hạ xuống, hoặc là bỏ cái bô ra luôn nhé. Và mình sẽ kẹp cái bô vào. Đó. Và hướng dẫn các bạn nhé. Ok, hợp âm đầu tiên là son trưởng. Đây, một ngón vào đây, một ngón vào đây, và một ngón vào đây. Đó, dây bass là dây số 6. Cái tiếp rất là đơn giản, mi thứ một ngón ở đây, một ngón ở đây thôi. Đó, dây bass dây số 6. Và cuối cùng là đô trưởng. Này, một ngón ở đây, một ngón ở đây, và một ngón ở đây. Dây bass dây số 5. Đó. Hầu như á, là các bạn đánh tới phần solo này rồi á. Các bạn học solo á, thì mấy hợp âm này các bạn đã thuần thục hết rồi. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết nhé. Và cái vòng của cả bài này á, là các bạn ôm lại nè. Cả vòng á là nó như thế này: son, mi thứ, đô trưởng, rồi nó quay về son. Đó, cả bài luôn nha các bạn. Và các bạn lưu ý nè, các bạn cần phải thuộc giai điệu trước nhé. Mình sẽ hướng dẫn các bạn solo trên cái giai điệu của cái bài hát luôn nha. Bây giờ chúng ta sẽ học câu intro trước nhé. Là câu intro nó sẽ là 3 mil các bạn. Đó, chúng ta sẽ quấn 2 dòng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đó. Cái 3 mil này á, các bạn chặn cái mu bàn tay nè. Rồi cái phần này nè các bạn.
Đó, và ngón tay các bạn sẽ quấn xuống. Chúng ta quấn ở son trưởng thôi. Thiên về dây sáu nè và ăn xuống dây năm một xíu đó. Mình quấn mẫu lên một lần nữa nhé. Đó, ok, câu đầu tiên là các bạn sẽ móc 3 lần dây số 2 nè. Đó, đó, 3 lần nha các bạn. Đó, kế tiếp các bạn sẽ dùng ngón giữa bấm vào ngăn số 2, dây số 3 móc lên, kế tiếp buông ra, móc tiếp tục dây số 3 lần nữa. Đó, kế tiếp các bạn chuyển ngón áo út nè lên ngăn số 3, dây số 6, đồng thời chập dây số 6 và dây số 3 một lượt nhé. Đó, chập lên, kế tiếp các bạn sẽ đập vào đây. Đó, nếu mà mình hướng dẫn cho nên là mình đập trên đây nha các bạn. Đúng ra các bạn lúc mà các bạn đánh á, các bạn sẽ đập dưới đây nhé. Đó, đó, lại nè, chập, đập, xong rồi móc dây số 4. Đó, kế tiếp các bạn sẽ móc dây số 3 buông nè. Đó, xong rồi đập tiếp tục cái nữa. Đó, xong rồi móc dây số 4, xong rồi quấn dây bát. Đó, lại nè, móc dây 3, đập, xong móc dây 4, xong rồi quấn dây bát. Đó, chúng ta xong một câu đầu. Bây giờ mình sẽ đánh lại toàn bộ câu đầu cho các bạn nhé. Sẽ sang câu thứ hai. Đoạn kế tiếp nó sẽ nối tiếp từ một cái bát của cái đoạn trước đó nhé các bạn. Sau khi đánh bát xong rồi đúng không, thì các bạn sẽ móc dây số 2 nè, dây 2 buông nè, xong rồi các bạn đập vào. Đó, xong rồi ngón út các bạn bấm vào ngăn số 3, dây số 2 móc lên. Đó, xong rồi các bạn buông ngón út ra, tiếp tục móc dây số 2 buông, xong rồi các bạn đập vào dây. Kế tiếp các bạn sẽ chuyển sang hợp âm mi thứ nè. Móc dây số 3 lên một lần, xong rồi các bạn chập dây số 6 và dây số 2, xong rồi đập vào dây nha các bạn. Đập vào dây. Đó, kế tiếp các bạn sẽ móc dây số 4 nè. Đó, rồi xong tiếp tục móc dây số 3, rồi xong tiếp tục đập vào dây. Đó, kế tiếp sẽ móc dây số 4 lên lần nữa. Đó, xong rồi quấn dây bát. Đó, như vậy là chúng ta đã xong câu thứ hai nhé. Mình sẽ quấn lại một lần cho các bạn nữa. Đó, và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang câu thứ ba nhé. Ok, và câu thứ ba nó cũng sẽ nối kế tiếp bằng cái câu bằng dây bát của câu trước đó nhé. Sau khi mà các bạn đánh dây bát câu trước đó xong nhé, bát mi xong, bây giờ mình sẽ móc 2 lần dây số 2 nè. Đó, xong rồi chuyển ngón giữa lên đây, ngăn số 2, dây số 3 móc lên một lần, xong rồi buông ra, móc lên một lần nữa. Kế tiếp các bạn sẽ bấm luôn tới đô trưởng vào. Đó, và chúng ta sẽ chập dây số 5 và dây số 3. Đó, chập dây số 5 và dây số 3 nhé. Xong rồi đập vào dây. Đó, xong rồi móc dây 4. Đó, sau khi đập xong các bạn sẽ đánh xuống dây bát nè, đánh dây bát xuống một lần nữa. Đó, xong rồi tiếp tục đập vào dây. Đó, xong rồi móc dây số 4 lên. Đó,
Kế tiếp là sẽ đánh dây bass xuống một lần nữa. Đó, thì chúng ta đã xong câu thứ ba nhé. Này, mình đánh lại câu thứ ba cho các bạn nè. Đó, một lần nữa nhé. Đó. Vậy bây giờ sẽ là câu thứ tư. Và câu thứ tư nó cũng sẽ nói tiếp từ dây bass của âm đô trưởng của đoạn trước nhé. Sau khi các bạn đánh dây bass xong đúng không? Đó, xong các bạn sẽ móc dây số 4 nè, bu nè. Xong đập vào dây. Xong tiếp tục móc dây số 4 lần nữa. Đó. Đó. Kế tiếp các bạn sẽ móc dây số 3 lên. Xong mà đập vào dây. Xong rồi chuyển ngón áp út này lên ngăn số 3, dây số 6. Kế tiếp các bạn móc lên dây số 3. Và kế tiếp các bạn sẽ chập liền dây số 6 và dây số 3 lên. Đó. Nè. Đó. Ok, lại cái đoạn cho các bạn hình dung đây nè. Sau cái đoạn chập xong á, các bạn đập vào dây đàn nè. Đó. Nha. Chập xong rồi đập vào dây đàn. Đó. Kế tiếp các bạn sẽ móc dây số 4. Rồi tiếp tục móc dây số 3. Rồi tiếp tục đập vào dây đàn. Đó. Kế tiếp các bạn sẽ móc dây số 4 lần nữa. Rồi đánh dây bass xuống. Đó. Vậy chúng ta đã kết thúc câu số 4 và bắt đầu vào điệp khúc. À không, cái đoạn này các bạn đánh lại một lần nữa, đánh lại y chang luôn nhé. Rồi chúng ta mới bắt đầu vào điệp khúc nhé. Câu đầu tiên của điệp khúc là như thế này. Các bạn sẽ móc 2 lần dây số 3 lên. Đó. Xong rồi bấm son trưởng nè. Ngón vào đây. Ngón út nè. Ngón út bấm vào ngăn số 3 dây số 2. Móc dây số 2 lên. Xong rồi móc dây số 3. Xong rồi chập dây số 6 và dây số 2. Đó, hay nè. Đó, một lần nữa. Sau cái đoạn chập xong á, các bạn sẽ đập vào dây nhé. Đó, xong các bạn tiếp tục móc dây số 2 lên. Xong rồi đập. Xong rồi móc dây số 2 lần nữa. Đó, xong kế tiếp các bạn sẽ móc dây số 3. Xong kế tiếp các bạn sẽ chập dây số 6 và dây số 2. Đó. Chúng ta đã xong một câu đầu. Nè, lại nè các bạn. Đó. Ok, chúng ta sẽ tới câu kế tiếp. Thì câu kế tiếp này các bạn giữ nguyên ngón vào đây. Móc lên 2 lần. Xong rồi đập vào dây. Xong rồi các bạn kéo từ ngăn số 3 lên ngăn số 5. Đó, các bạn móc lên nè. Và đồng thời kéo lên. Đó. 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 Kế tiếp các bạn sẽ lùi ngón trỏ về ngăn số 3 nè. Dây số 2 nè. Móc lên. Xong rồi đập vào. Đó. Kế tiếp các bạn chuyển sang thế mi thứ. Móc dây số 2, buông. Xong rồi chập dây số 6 và dây số 2. Đó. Sau khi chập dây số 6 và dây số 2 xong á, các
cái bạn sẽ đập vào dây đàn nè. Kế tiếp các bạn sẽ móc dây số 3. Đó. Và kế tiếp nữa, móc dây số 2 lên. Tiếp tục đập vào đây dây đàn. Đó. Và kế tiếp các bạn tiếp tục móc dây số 3 lên nữa. Xong rồi các bạn chạm dây số 6 và dây số 2 lần nữa. Đó. Ok, bây giờ mình sẽ đánh lại hai câu đầu cho các bạn trước nha. Đó. Câu thứ 3 là như thế này. Móc 2 lần dây số 3 lên. Đó. Kế tiếp móc dây số 2. Đó. Và kỹ thuật hammer-on, đồng thời các bạn chập dây số 5 nhé. Ở thế đô trưởng này các bạn. Đó. Đầu tiên là móc dây câu thứ 3 nè. Móc 2 lần dây số 3 lên. Tiếp tục móc dây số 2. Cái lần kế tiếp các bạn sẽ hammer-on nhé. Này các bạn chập đồng thời dây số 5 và dây số 2 lên. Đồng thời các bạn bổ ngón trỏ này vào ngăn số 1. Đó, tạo ra cái âm thanh này. Đó. Lại nè. Đó. Xong kế tiếp các bạn sẽ đập vào dây. Đó, lại nè. Đó, đập vào dây. Kế tiếp các bạn sẽ móc 2 lần dây số 2 lên. Xong rồi đập vào dây. Xong rồi móc dây số 3. Kế tiếp móc dây số 2. Ok, mình đánh lại toàn bộ câu số 3 cho các bạn nhé. Đó, một lần nữa nè. Ok, câu cuối cùng các bạn sẽ giữ ngón trỏ ở ngăn số 1 dây số 2 nè. Móc lên 2 lần. Xong các bạn đập vào dây. Xong rồi sử dụng kỹ thuật hammer-on. Đó, ở ngăn 3 dây 2 nè. Móc lên rồi các bạn bổ vô. Đó, xin lỗi các bạn. Đó. Xong rồi buông ra, móc dây 2 lên nữa. Giữ nguyên ngón trỏ đây nha các bạn. Xong rồi đập vào dây. Đó, lại nè. Đập hammer-on, bỏ ra. Kế tiếp các bạn bỏ ngón trỏ ra, móc dây số 2 buông. Xong rồi các bạn đưa ngón abbot lên ngăn số 3, dây số 6 nè, chập dây số 6 và dây số 2 nhé. Đó. Sau khi chập dây số 6 và dây số 2 đó, các bạn đập vào dây. Đó. Xong rồi móc 2 lần dây số 2 lên. Xong tiếp tục đập vào dây. Kế tiếp móc dây số 3 lên. Xong rồi kế tiếp chập dây số 6 và dây số 2. Đó, xong. Ok, và sau khi kết thúc ở đó thì các bạn sẽ đánh lại một vòng mới, đánh lại y cũ luôn nè, sau khi chập xong đúng không? Các bạn sẽ đánh lại 2 lần nhé. Cũng tương tự như cái vơ 1, vơ 2 á. Các bạn sẽ đánh lại 1 lần nữa. Đó, thì chúng ta sẽ hoàn thành. Và bây giờ mình sẽ đánh lại cả bài cho các bạn luôn nhé. Và các bạn hãy tua chậm cái video này để các bạn tập theo nhé. Có đâu nào mà không hiểu á, các bạn comment cho mình biết nhé.
Và mình sẽ kết thúc video của mình tại đây. Nếu bạn nào thấy hay cho mình một like, một subscribe, một share nhé. Và các bạn có thắc mắc gì các bạn comment cho mình biết nhé. Và cuối cùng là chúc các bạn thật thành công và hẹn gặp lại các bạn ở các video kế tiếp nhé. Ayo, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.